Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Dạ thưa quý chú chị, Trung đang trên đường vô nhà Tư Dễ, chú Tư Dễ. Ngày đây là con đường quen thuộc, ngày xưa thì bệnh nhân cũng hay ra vô ở đây. Tuy nhiên bây giờ thì đã bình yên trở lại, không còn nhiều bệnh nhân này để vô nữa. Thỉnh thoảng cũng có một vài thôi, cũng ra vô thôi chứ không có nhiều nữa. Bây giờ thì cuộc sống của chú Tư cũng nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn mọi ngày. Bây giờ thì Trung đi vô cho chú Tư để mà nhờ chú Tư để mà chỉ cái tác dụng của củ ngải đen đó quý vị. Nhiều bà con mình hay hỏi Trung cái củ ngải đen là dùng như thế nào để trị bệnh, để ở nhà mình tự trị bệnh, để giúp khi mà không qua gặp chú Tư á. Thì hôm nay Trung sẽ vô trong đó để mà gặp chú Tư để mà hỏi thử cách làm tại nhà như thế nào để chỉ tận tình cho bà con mình được hiểu rõ hơn. Đây thưa quý vị, đây là sắp tới nhà chú rồi nha. Quý vị chú mà anh chị mình xem video thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh quý vị nha. Và chú Tư. Ôi chú Tư, đang làm gì vậy? Con gặp chú Tư một tí nè. Chú đang trồng cây thuốc hả? Chà, nay lâu ghé gặp thăm chú xíu. Chút nữa hỏi thăm chú công việc chút. Rồi mấy cái cây này là cây thuốc trị bệnh cho bà con hả? Cây thuốc không à? Dạ. Để chữa trị bệnh là mấy anh em bị bú này bú kia gì đó, mình chưa nói về ung thư nha. Dạ. Nói về cái bú vú bú này kia thì các loại bú á. Đó, chữa trị có thể là được hết. Dạ. Thì bây giờ nhà nước người ta không cho mình làm, mình không nhà nước là coi như là không cho mình làm, thì bây giờ mình ở nhà mình lo thuốc men, rồi anh em nào cần đó thì người ta có xài người ta biết rồi đó. Người ta lợi xuống nhau lợi xin thuốc với gì đáp ơn, làm ơn. Dạ. Nói vậy đó. Rồi hôm nay chú cũng cứ giúp bà con bằng cách như vậy không hả? Cũng giúp bà con không bỏ được. Bởi vì anh em người ta nhức nhói đau đớn quá rồi, anh em người ta sắp sửa hết không mà bây giờ mang bây giờ bắt đầu nhà nước làm khó khăn quá, thành thử bây giờ tôi đâu coi nữa. Giờ cứ bà con cứ kêu giúp thì chú giúp. Bà con cứ lại tới đây khóc lóc không rồi bây giờ biết làm sao giờ. Dạ. Cứ đưa thuốc cho bà con lấy về làm sử dụng ơn. Dạ. Đó. Dạ. Thì coi như là cũng được, là lấy đi xài ơn cũng được, cũng 60-70%, 50-60% nha. Đó vậy đó. Thì bây giờ cái thuốc này toàn là thuốc giờ trị bệnh bú không đó. Mặc dù là không được trị tại đây nhưng mà chú vẫn đều quan tâm tới. Bỏ người ta không được, tội nghiệp. Tội nghiệp anh em, chị em lỡ khóc lóc đau đớn chịu không nổi. Rồi hôm nay có nhiều người tới khóc lóc như vậy không? Nhiều lắm. Khổ như vậy. Không có ngày nào mà nói không có mười mấy người. Dạ. Ngày nào như ngày nấy. Cái cây này cây cà dược không chú? Cái này cà dược, cũng chị về bú á. Dạ. Ừ. Trước là cái chú nó là lúc mà lấy giống ở bên nó về rất là mắc. Mua người ta một cây bò 1 triệu đó. Cây này nè, mua người ta 1 cây 1 triệu nè. Cây cà dược mà mua bên Campuchia đó, nó lấy qua cho mình 1 cây 1 triệu đó. Dạ. Mới sau này mới gài giống ra. Còn nói về cái này ngải đen thì ngải đen nè. Ngải đen nếu mà anh em bây giờ lợi không được, nếu mà ở nhà mình kiếm được á, mình sử dụng sáng lên mình bẻ nó có khoảng 3 phân vậy đó. Mình đâm nó cho nó ha. Mình chế nước nóng vô, mình gắn uống. Nếu mà mình có gan mình nhai nuốt vô càng tốt nữa. Nó chỉ về trong cái bề bên trong mình đó, nó hỗ trợ. Hỗ trợ về nó bú này bú kia đó. Không bao giờ nó phát lên được nữa. Đó. Nhưng mà anh em uống phải trực tiếp nha, uống trực tiếp vô. Chút nữa có con bên nhà chú chắc có ngải đen đúng không? Có. Chút đó nhờ coi cái củ cụ thể rồi chú ngồi trên bàn chú chỉ giùm con cái. Đây bây sẵn vô trong nhà luôn chú ơi. Đây. Chúc có chú công chuyện chú. Đây là mấy cây mà chú cũng trồng này hôm nay nè. Toàn bộ là cây thuốc. Dạ tươi, dạo này thấy nó tươi hơn bữa trước rồi chú ha. Tươi hơn. Trước là nhiều người qua nó tàn phá. Đây tươi ra rồi. Cái cây đây là cây gì chú? Cây đó cây kiển. Cây kiển hả? Cây kiển. Không phải thuốc. Dạ. Cái thứ này không phải thuốc đâu. Ngoài ra cái này là thuốc không? Dạ. Thằng là thuốc là thứ dữ không á. Cái cây này cây gì chú? Đó là ngải đánh khách. Cái đó để những người ta bị, ví dụ người ta đi đá banh hoặc là đi gì bị chốc bóng nhỏ đó, đắp vô không bao giờ nhức, không bao giờ đau.
Dạ. Đó. Ồ, có nhiều cái công dụng hỏi tới là như là những cái cây thuốc này là đều có những cái công dụng mà chú đều biết hết trơn. À. Biết hết mà trời ơi. Chào cô Tư. Khỏe không? Dạ, giờ vẫn còn làm thuốc hả? Dạ, hình như là mình cũng có giúp những bệnh nhân phải không chú Tư? Dạ, bỏ không được. Dạ. Bị tôi hỏi coi trước mắt bây giờ người ta đã tiêm chích không hết rồi. Bây giờ người ta chỉ nhờ cái đắp thuốc. Thì bây giờ người ta nói gì rồi mình bỏ người ta sao được giờ? Dạ. Đó, thì bây giờ người ta nói gì mình thấy cũng cũng ra nước mắt. Đó, cũng thấy rất là tội nghiệp. Đó, bây giờ cũng một ngày nào tới đó ngày nào ít gì cũng từ giá mười mấy ca, mười mấy hai chục ca. Tàn là Hà Nội có, Sài Gòn có, thì đủ tỉnh, tỉnh nào cũng có hết loại, bữa nào cũng như bữa đấy. Dạ. Đó. 3-4 triệu bạc lại tới đây. Dạ. Yeah. Tại sao cô là hôm nay là bệnh nhân ở xa xa cũng tới cũng năn nỉ quá trời luôn hả? Yeah. Xa rồi không được không bằng thấy từ nghiệp ta ở xa bao xe. À, lúc bệnh nhân lúc gọi điện cho Trung cũng nói nhưng mà Trung cũng nói là chú Tư không ngưng nhận bệnh rồi. Nhưng mà nhiều lúc những bệnh nhân cứ thấy bây giờ không biết con gọi là không biết đường nào đi khác thành phải qua chỗ Tư, phải chạy đại qua liều qua năn nỉ đấy. Qua năn nỉ khóc lóc, có người xạ trị rồi một hai lần chịu không nổi nhức nhói đau đớn quá thì lại năn nỉ. Thì bây giờ tôi nói không biết làm sao mà trả lời, thì bây giờ cũng gắng mà giúp đi. Bây giờ nếu mà nhà nước vô tôi cũng chịu hết chứ sao. Nếu mà công an người ta vô phạt mình cũng chịu đó. Thì trước mắt người ta khóc lóc quá rồi biết nói sao vậy. Dạ. Đó. Ồ, đâu có sẵn bịch ngủ cái đèn này chú Tư? Cái này ngải này mới mua. À. Mới mua. Dạ. Ồ, nó lên mộng luôn ha. Lên mộng nè. Đó. Cái đây là nếu mà trồng là sẽ lên luôn chú ha. Trồng lên mộng đó nè. Mà không có đất tiếc muốn chết rồi. Thấy nè, mộng mộng là tiếc muốn chết. Dạ. Đó. Cái này là dễ trồng không chú Tư? Dễ trồng lắm, như trồng nghệ sao đó vậy đó. Dạ. Thì bây giờ cái củ ngải này nè, bây giờ thí dụ mình kiếm chỗ nào kiếm được nhiều á, thấy không? Cái này mình có thể mình đâm mình trộn vô cái thuốc là ba cái thuốc là chống độc này nè, ngải chống độc với nó nè, thấy không? Với mấy cái lá và cà dược nãy đó. Trộn nó 3-4 thứ thuốc này đâm cho nát đàng bằng đắp vô sẽ không nhức không đau, bảo đảm luôn là không nhức đâu. Ừ. Đó. Nhưng mà bây giờ cái ngải này mình có đâu mà đắp cho nổi, chịu không nổi. Dạ. Khó kiếm và nó mất tiền. Khó kiếm mất tiền. Đó. Thấy không? Nè, đó. Dạ. Thấy không? Hôm rất trước là hiệu quả. À, hôm trước tại vì cũng có nhiều bệnh nhân á, dạ, cũng là từ xa cũng gọi điện cho con. Dạ. Rồi cũng nhờ chia sẻ lại cái ngải đen này để mà về trồng. À, giống như trồng lên là có thuốc quý trồng á, xong dạ, rồi sau đó cái cũng nhiều người lắm thì cũng đơn hàng cũng gửi đi bình thường, tại cũng làm giá chia sẻ lại thôi chứ không là giá gì hết. Rồi sau đó cái có một cái chị chứ gọi điện cho con cho nói chồng chị không có cho chồng trời, bởi vì ngải chồng ở nhà là nó ăn thịt. Ngải để ăn thịt ai? À. Ngải làm thuốc là kiếm không ra đó kìa, ăn thịt ai? Người ta nghe chứ ngải ta sợ, tôi sợ. Cái ngải lông á, mình không nên trồng. Yeah. Ngải lông. Yeah. Đó, từ ra là ngải lông thôi mới đó vào phá hại trong nhà mình. Ngoài ra ngải lông này không có ngải gì phá hết. Ồ, oh, dạ. Yeah. À. Ồ, oh, như vậy là ngải đây trồng bình thường ở nhà chứ đâu vấn đề chú ha. Không có gì hết, trời ơi, trồng xanh quanh nhà thứ coi nó tốt không. Dạ. Yeah. Êm ái lắm. Dạ. Yeah. Trời ơi, ngải quan trọng nhất mình mà nó phá nhà sao. Dạ. Yeah. Bây giờ có nó với thằng chống độc á, tiếp tục đi, tiếp tục đắp bú đi. Ok. À, với ngải chống độc đúng không? Có ngải chống độc, tìm vô. Dạ đúng rồi. Đó. Là nếu mà ở nhà ta tự dùng thì cái ngải này với là ngải chống độc ta dùng như thế nào chú Tư? Không, ở nhà mình sử dụng thằng này. À, dùng cái đen. Đặt được riêng thằng này thôi. Dạ. Đó. À, nếu mà ở nhà ta dùng thì ta dùng như thế nào chú Tư có thể chia sẻ là được không? Mình ở nhà đó ha, mình bẻ cỡ khoảng 3 phân đi. 3 phân đi hoặc là trên cũng được đó, càng tốt không có gì. Ha. Nếu mà mình còn găng mình nhai mình nuốt vô càng tốt. Nếu mà mình không có găng nhai, mình nhai không được thì mình đâm cho nó. Chê nước đóng vô, gắn uống hết nguyên xác đi. Đó. À.
con nghĩ chắc chế nước nóng vô dễ hơn. Dù lấy chừng 3 phân thì 3 phân nó nằm cái đây ha. Xong đâm nhuyễn ra, đâm nhuyễn ra xong rồi đó giống như là bỏ vô cái ly nước. Rồi mình chế nước sôi vô, nước nóng á, nước sôi vô để cho nước sôi nó làm cho hòa tan cái ngải này ra. Mình quậy. Dạ, mình quậy lên, khuấy đều lên, quậy đều lên. Rồi sau đó là sẽ uống, và cái khi uống như vậy là nó công dụng nó như thế nào chú? Công dụng nó rất là tốt trong cái cơ thể con người mình. Thí dụ mình có bú hoặc là, tôi chưa nói tới ông Thư nha, chỉ tôi nói bú thôi mà anh em tự suy nghĩ. Đó, thí dụ bú bên trong, thí dụ bú là bú phổi hoặc là bú gan, hoặc là trong cơ thể của mình á, uống đi, uống vô đi. Một ngày nó giảm chút, một ngày giảm chút, có thể nó chữa trị tới giữa cái tim của mình luôn. Đó, cái ngải này. Dạ. Đó. Wow. Nó cũng chữa trị nhiều các loại bệnh mà. Nhưng mà mình chưa nói về cái ung thư, chưa nói thì anh em sử dụng biết. Dạ. Sử dụng biết. Nhưng mà ung thư nếu uống vô thì nó có tác dụng, nó làm giảm thêm không? Thì đó, tôi nói nãy giờ đó. Tôi nói sẽ uống vô biết. Dạ, tác dụng tốt luôn. Dạ. Mình nói về nó chữa trị ung thư mình không dám hứa. Nhưng mà mình anh em sử dụng cỡ khoảng 3-4 ngày nên em biết. Dạ. Biết rồi hả, mình nói sao? Dạ. Còn nếu như người ta không bệnh thì ta dùng nó có bị gì sao không chú? Không, càng tốt, không có gì. Không có gì, tốt lắm. Nó sẽ ngừa. Nó sẽ ngừa. Như chú là lúc mà bệnh dịch đó, tất cả trong ra khu vực 5-10 cái nhà này nè, sử dụng thằng này không nè. Dạ. Đó, sáng lên nhai 1-2 phần, qua hết trong cái khu vực này không có ai bị hết. Dạ, đưa chú mở cho. Dạ. Không ai bị đứa nào hết. Dạ. Đó. Đây con. Tiếp tục nhai nó. Nó là một, thằng ngải chống độc là hai, là chữa trị rất là hay. Trời hay ha. Mà ngải chống độc thì ở nhà ta biết cách dùng không, tự dùng không? Y gan, y mình xài y gan và ngải đen vậy đó. Không phải luôn hả? Nhai được thì nhai không được thì đâm, đó vậy đó. Mình đâm giống như là ta bỏ bình trà, ta uống như được không? Kiểu như bỏ cho bình trà xong ta chế nước thay vì uống trà. Càng tốt. Càng tốt. Nó không có cái gì mà nói lợi hại hết á, không có. Như vậy đây là, vậy là ngải này nó có khả năng, nó giống như một cái là thứ mà trị bách bệnh. Bởi vì vậy nè, tôi cũng không hay hơn ai, nhưng mà cái vụ thuốc men này đời ông ngoại của tôi, ông ngoại tôi là đó, ông thầy lớn nhất là ngày xưa nha, ở bên Lùng Sĩ Ghiền á, cái gì để đừng xuồng tới sao ông nội ông ngoại là thầy hết đó. Thì sau này mới tới bà lão già, tới bà già. Bây giờ bà coi bú coi gì người ta đâu không biết là bao nhiêu, thì bây giờ bà cũng là gần 90 rồi, 80 mấy rồi đó, thành thử bà coi không nổi nữa. Thì cho nên tôi học từ ngày hồi cái bà mà bà mới 40 mấy là bắt đầu tôi học rồi. Tôi đi học này là từ cái năm 17 tuổi đó. Mà tới sau này tôi được 40 mấy, tôi không chịu ra coi bệnh, không chịu ra coi bệnh. Mới con tôi chết hết 4 mạng. Chết 4 mạng, không có tốn một viên thuốc nào, chỉ khóc 2-3 cái chết ngắt. Tới tôi không tin tưởng thầy bà, mà tôi không tin gì đó. Là cỡ bao nhiêu tuổi chết chú? 23 vậy. Cỡ 23 tuổi hả? Rồi mới bắt đầu tôi nóng quá, tại sao mà kỳ vậy? Đi coi thầy. Thầy nói trời ơi trời, ông học biết hết rồi. Ở trên người ta đưa cho ông phải giúp dân mà giờ là ba tánh mà ông không chịu ra làm, cho nên anh từ nếu mà anh không chịu ra làm thì đây sắp tới anh không có một đứa con nào mà nuôi. Nói câu này tôi không tin nữa. Tôi qua lên thầy, qua Nam Giang đi coi thầy nữa. Thầy này nói ngay bóc ông thầy này nữa, rồi cũng không chịu ra làm nữa. Mới bà già bà nói con ơi, con ra chịu làm đi con, mới con có thể được 1-2 đứa nuôi thôi. Bà già cũng nói rồi, thôi đi ra làm đầu tiên lai gai coi một coi hai hết hai nha, nói về cái bú đó, bú hết bắt đầu mới coi người ta hết, mới sau này bắt đầu có thằng hàng ngày bây giờ đặt nó là thằng thứ hai lại đó, mà tới sau này được 2 thằng trai 1 đứa gái, từ đó tới giờ chưa có tốn 1 viên thuốc. Vậy là sau này là mình có 3 đứa con. Ba đứa con là hiện tại là đang sống và như cũng đã lớn rồi. Bây giờ từ đó tới giờ mà không có tốn 1 viên thuốc, mình chịu ra làm, và trong gia đình cũng đầm thắm luôn, không có bệnh hoạn gì hết đó. Còn nếu mà anh em lợi nhiều quá, bữa nào lợi như lúc này nè, anh em đi về là tôi muốn bệnh nè, anh em đi về là tôi ở đằng này tôi muốn bệnh nè. Không, nhức đầu cũng chóng mặt đó, hiện tại bây giờ đó.
Bị gì nghĩa là người ta cấm, người ta không cho mình làm. Rồi mấy ông bả đâu có biết gì đâu, không coi người ta hoành hành mình đó. Bởi cho nên giờ tranh trực tiếp thuốc, anh em nào lại cứ đưa thuốc cho đắp gì đó. Chúng đó là một cách mà hiện tại mà chú Tư đang giúp những bệnh nhân. Tại vì cũng không làm một cách ồ ạt, nhưng mà cũng đâu đó thỉnh thoảng thôi, giống như là gọi là có cơ duyên đó chú ha. Cơ duyên nữa mới giúp. Cái chỗ mà cái ngày xưa là mẹ của chú Tư là cũng là một người thầy, ông ngoại ông nội tới bà mẹ, ông ngoại trước tới ông nội, là ông ngoại với ông nội là cùng thời với nhau, cùng thời xong rồi tới bà mẹ. Thì bà mẹ là năm nay là cỡ tám mấy tuổi, hiện tại là nghe nó già yếu chú Tư. Già yếu rồi. Rồi giữa chú Tư với mẹ của chú Tư thì có cái sự đánh giá nào không, giống như là chú Tư như thế nào và mẹ như thế nào, tức khả năng như thế nào, có ai đánh giá như thế nào không hồi đó đó? Dạ. Hồi đó không có, mà có thì không phải như bây giờ đâu, ngày xưa đâu phải như bây giờ, ai cũng thương mến bà dữ lắm, bị coi người ta một lấy một, hai lấy hai, bất cứ xóm nào cũng vậy, người ra là cũng lấy, coi gì xào lắm nha, mà không bằng bây giờ. Ngày xưa nó ít hơn bây giờ đó, bây giờ đó cái bệnh nó quá nhiều đi đó, thành thử nó ồn ào hơn ngày xưa xa lắm đó. Bây giờ thì cũng đã già yếu chú Tư hả? Già yếu, bà yếu lắm rồi. Bà cũng già yếu rồi. Bà, thì... bây giờ bà nói trước quên sao? Dạ. Bà bây giờ 90 rồi. Tuổi nó 90 rồi. Ồ, vậy hả? Dạ. Đó, bà già tới mức độ đó đó. Dạ. Bây giờ quên trước quên sau rồi. Cũng một thời là chữa trị bệnh nhân, cũng từ thiện giúp bà con rất nhiều. Không nhận số tiền ai hết. Dạ. Không. Bây giờ thì không biết là con có thể qua với chú Tư qua thăm bà tí được không? Được. Dạ. Được. Đi dẫn qua thăm bà chút xíu đi. Dạ dạ. Nằm cái chỗ à. Dạ, ngày xưa cũng đi rất là nhiều đúng không? Nhiều lắm, bà giúp nhiều lắm. Dạ. Cũng đi giúp rất nhiều người, nhưng mà bây giờ thì nằm ở đây. Cái gì? Đó, bà lão. Tới bây giờ nằm chỗ vậy đó. Chào ngoại. Khỏe không ngoại? Không khỏe. Ngoại còn ngoại còn nhớ Minh Mẫn lắm không? Không biết, quên hết rồi, quên hết trơn. Nhớ tích anh lư tê. Bà nói nhỏ bà không nghe đâu, nói lớn đi. Nó lớn mới nghe hả? Trời, nói lớn chắc nạt. Biết hai lỗ tai. Biết con không? Không. Dạ, có gặp đâu biết. Bữa nay là nghe nói giờ mới qua được biết ngoại nè. Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi? 80 mấy rồi. 84. Dạ. 84 tuổi hả? Dạ. Khỏe mạnh trong người không? Không khỏe đâu, mệt lắm. Mệt. Ngày xưa có trị bệnh cho bệnh nhân không? Ngày xưa có trị bệnh cho bà con không? Là xua mẹ, tại vì nó không quanh chị bệnh ai mượn bệnh nhân á. Có. Dạ. Chị có nhiều bệnh nhân không? Nhiều. Bà không nghe, nó nhỏ bà không nghe đâu. Cảm ơn cái tròn đây. Bà coi nhiều dữ lắm, mày bà còn trẻ. Bà coi nhiều dữ lắm luôn. Dạ. Dạ. Coi là toàn là ông không búng không á. Dạ, bây giờ sao không trị bệnh cho mình? Bệnh rồi sao không khỏi? Trị cho người ta chứ không trị cho mình. Chị anh nổi. Dạ. Tám mấy cũng là tuổi, cũng là thôi nghỉ dưỡng được rồi. Đúng không? Thấy Quỳnh hỏi nói gì bà không nghe. Bà không nghe. Dạ. Cũng như là lỗ tai này. Dạ. Tám mấy tuổi là bà sống thọ dữ lắm rồi. Ông nói là bà sống thọ dữ lắm. Nghe hả? Nói gì nghe hả? Dạ. Sống thọ dữ lắm. Dạ là sống thọ lắm đấy. Dạ. Nó chị đừng nói, bà nghe bà không nghe. Nhiều cái mình nói, anh nói lớn quá sợ, anh ta đi ra đường lửa, tao nói trời con cháu mất dạy quá à. Nói lớn quá, anh nhỏ bà không nghe. Dạ. Bây giờ nhỏ bà không nghe. Bây giờ là chị là nuôi hả? Dạ. Chị là dâu không? Ruột đó, anh ruột, con gái ruột. Còn hai. Anh gì là rể.
đâu có. Chính chị chính chính. Chính bên trong lo dữ rồi. À vậy hỏi lên kia ông chính là bên kia. Dạ, chị bên này. Chính bên kia. Là chợ ông mình là nuôi bả hả? Dạ, nuôi bả. Ăn uống là dễ không? À lúc thương ăn. Dạ. Bây giờ ăn cơm mà lúc trước bả ăn cháo giờ thấy khỏe bả ăn cơm lại. Dạ. Cơm. Dạ lúc cơm hả? Dạ. Dạ. Ừ, ăn cơm được rồi, còn ăn cơm mà được đấy. Dạ. Chờ ai đó chờ đòi chở bả ra bệnh viện, bả nói đừng có chở tao đi, tao chết chết ở nhà, đừng chở tao đi bệnh viện, tao không có đây đâu. Nghĩ đi rồi. Dạ. Ở đó đi bệnh viện bả xuống đầy mình mãi hết trơn. Rồi bả vô nước biển là vô đâu được đâu, tao đòi vô cái giò bả nói mình vô giò tao cầm chết mẹ em luôn. Đòi tá bác sĩ. Nhớ ai đây không? Nhớ. Tên gì? Dễ. Dạ. Bây giờ là làm thầy rồi. Kệ nó làm gì làm. Làm gì làm. Mẹ chuyện con nói chứ làm gì làm. Mẹ chuyện con nói. Mẹ chuyện con nói ông ân ngoại chuyện ông nội chuyện. Cha ba đứa đó có ai mà được không? Dạ. Bởi vậy tao nói ai cũng phải tới tuổi già, ai cũng có trải qua sinh lão bệnh tử. Bả thì bả coi hay lắm nè, giọng thương đích mà nên thở hay không, bả thổi qua cái là sống lại bả. Ồ vậy hả? Ừ. Bây giờ bả già rồi, bả chuyện cho con cháu. Dạ. Bả đứa nào mà được đâu. Này con gửi nha, con ly xì. Cái này là của Mạnh Thường Quân lì xì. Ấy. Không nghe. Không nghe hả? Cái này cho lớn á. Mạnh Thường Quân cái lì xì ca. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Để dành uống sữa. Dạ. Dạ sống lâu 100 tuổi. Dạ. Dạ nhắm sống lâu được 100 tuổi không? Sống lâu được 100 tuổi không? Hên xui. Đâu. Dạ. Dạ là hên xui. Nếu ông trời thương thì cho được 100 tuổi, ông trời không thương thì đâu biết được. Dạ. Yeah. Rồi cái sống lâu với con cháu nha ngoại nha. Nha yeah. Sống lâu con cháu. Dạ. Yeah. Rồi con đi qua bển nha. Qua bên gặp chú Tư chút xíu. Đây đi qua chú Tư. Ngày xưa cũng từng hoành tráng ngang dọc. Chú Tư cũng nghĩ là mai mốt mình cũng sẽ à, tới lúc mà như vậy chứ chú Tư ha. Cũng vậy thôi. Ừ, ai không, cũng vậy, cũng tới lúc phải già yếu. Không ai tránh khỏi. Ừ. Cho nên bây giờ cuộc sống thì mình cứ làm tốt đi. Ừ. Bởi vậy bây giờ mình biết bao nhiêu có giúp anh em bao nhiêu à, thấy không? Dạ. Hôm trước á thì bà con Mạnh Thường Quân á ta cũng gửi gắm cho chú Tư á. Ừ. Rồi con thì cũng nhận lệnh để đưa lại. À, rồi cũng có người làm nhà xong cũng chuyển qua chú Tư. À, con xin phép đọc con này chú Tư ha. Dạ, dạ. À, những cái Mạnh Thường Quân mà vừa rồi cũng hỗ trợ cho chú Tư để con gửi cho Tú nè. Chú Linh ở Mỹ hỗ trợ 100 đô là lúc đó là 2.370.000. Vũ Huỳnh ở Canada hỗ trợ 890.000. Only Trần, chị Chánh ở Canada hỗ trợ 1.800.000. Sương Nguyễn ở Úc hỗ trợ 3.240.000. Phạm Thị Kim Thanh hỗ trợ 1 triệu. Dạ. Tổng số tiền là 9.3 triệu. Rồi hôm trước là con mua ngải cho chú á là 7.2 triệu. Dạ thì còn lại là 2.1 triệu. Dạ. Trong này là 2.1 triệu nè. Đây là cái số mà là tổng ở đây đó. Thì hôm nay thực ra thì chú Tư mặc dù là cái tiếng con gửi chú Tư nha. Dạ, là ngưng Mạnh Thường Quân. Dạ. Chú Tư là ngưng trị bệnh nhưng mà chú Tư thì vẫn giúp những bà con. Bệnh nhân thì chú Tư vẫn giúp. Hiện tại thuốc thì bà con vẫn tư lấy và đắp như chỗ bà Tư thì vẫn còn làm thuốc để cho giúp đỡ những bệnh giúp nhân. Giúp cho anh em không bỏ anh em được. Đó. Ừ. Thì bây giờ cái ngày nào cũng ngày giúp đỡ anh em hết. Chứ bây giờ nhà nước không cho làm tại nhà thì mình cũng không có chống lại. Chống mình không có tiền đâu mà đóng phạt. Đó. Thì bây giờ anh em chịu hết nổi rồi, nhức nhói đau đớn quá thì bây giờ lại năn nỉ quá thì đưa thuốc cho về đắp ơn, bó ơn. Đó, người ta cũng thấy rất là hiệu quả. Đó, bởi cho nên người ta cứ đeo hoài, người ta cứ đeo lại xin thuốc. Đắp 2-3 bữa, 4-5 bữa. Thì thí dụ ở xa, ở trên Sài Gòn đồ cho 1-2 bữa sao được, từ 5-10 bữa đắp thuốc.
Đó, tội nghiệp người ta ở xa lại một lần một chuyến xe mấy triệu bạc đâu phải rẻ. Đó. Nếu mà mình nếu mà nhà nước người ta cho mình làm á thì anh em ở lại ở đây 1-2 tháng, 2-3 tháng gì đó hết bệnh thì anh em cứ về. Đó rồi giờ nhà nước không cho làm thì biết sao giờ. Cái này cũng như chắc là không có duyên rồi. Dạ đúng rồi. Thì coi không có duyên, bây giờ chú Tư cứ sống hết mình, giờ cứ bệnh nhân ta giúp thì mình cứ giúp được tới đâu hay tới đó chú Tư. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ chứ bây giờ làm phước thì cũng đâu phải là muốn làm nhiều là được đâu. Không phải muốn làm là làm được đâu, không có đâu. Tôi bốn đứa anh em trai thôi nè. Đó, có đâu, có làm được đâu, có thằng nào nên thân đâu. Đó, chỉ có tôi. Nhưng mà thật sự là nói tôi là thông tin gì đó mà gót buộc tôi phải làm. Không làm không được, phải làm. Đó. Nói chung thì cái nghề giống như là bắt chú Tư là phải làm. Cho nên là đâu đó mặc dù chú Tư là lúc đó không muốn làm. Đúng. Rồi phải trải qua những cái việc mà gia đình á, gia đình khó khăn. Đại loại là gia đình phải mấy đứa con phải mất đi hết. Bốn đứa con trai. Rồi chú Tư lúc đó là không tin nhưng mà bắt buộc phải tin là cái đó là cái nghiệp mà cái nghề mà chú Tư phải giúp đỡ như bà con. Rồi lúc đó là chú Tư cũng bị bệnh này nọ hả? Chết mấy lần, người ta lật nút áo ra luôn. Dạ. Đó. Tức là giống như là tổ là bắt là chú Tư phải làm, nếu không làm là không được. Giật dữ dằn luôn. Chết lên chết xuống một nắm biết bao nhiêu lần. Dạ. Ông già bà già tới tươi tỉnh lại ha. Ông già bà già ngồi anh em ngồi xanh quanh hết. Ủa cái gì vậy? Tàng là thấy đứa nào đứa đấy lau nước mắt không? Rồi. Mới sau này mới bà già bà nói nữa, bà nói thôi con ơi ra làm đi, nếu con bỏ không được đâu, tại vì cái dòng mình đã vậy rồi đó. Con tính đi, ông nội ông ngoại con là thầy, giờ tới mẹ thì mẹ hết đời rồi đó, mẹ độc chức quên sao, thôi con ra làm đó. Con bây giờ chắc là bà ở đó bà được có năm mà bây giờ tôi tới 10 lận, bởi vì tôi có ăn học, tôi đi học tới Nam Giang mà. Học Nam Giang mấy biết bao nhiêu năm trời, học thuốc này thuốc kia này kia đó hen, biết hết luôn, không quên thuốc gì hết. Dạ dạ đó. Đó là cũng trong những cái mà chú Tư hơn của những đời truyền đời trước. Là khi chú Tư cha truyền đó, cha truyền con nói. Dạ, đó truyền xong rồi chú Tư tiếp thu thêm những tiếp cái thu mới nữa khác nó để cho hoàn thiện mình hơn, đúng không chú Tư ha? Bởi vì bà nói hồi mấy năm trước bà còn đi được á, bà mét mấy người lại coi bệnh đây, bà nói gì đó, bà biết cái năm mà con bà biết tới mời, bị nó có đi ăn học thêm. Dạ. Bà nói mét anh em ta mình lại coi bệnh đó. Dạ thưa quý vị, hôm nay ghé nhà chú Tư thì cũng chia sẻ cho chú Tư hiểu, bà con hiểu được là hiện tại chú Tư đang như thế nào để cho bà con hiểu hơn. Nhiều bà con cũng thắc mắc tò mò hỏi là chú Tư là bây giờ ra sao, có trị bệnh gì bà con không, thì những video vừa rồi thì cũng đã giải thích được rất là nhiều điều cần kể cho bà con cô chú anh chị mình. Bây giờ thì Trung cũng xin khép lại video đây, là cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm ủng hộ kênh Cao Trung Lóc nha. Bây giờ Trung xin gửi lời chào tạm biệt. Rồi thầy xin cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Yeah.